Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay đó là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ngày 27 Tây tháng 6 Bây giờ là khoảng 1 giờ chiều giờ Cali Thì ở Việt Nam đó hôm nay đã là ngày thứ hai rồi Thì Thuận hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ Còn cuối tuần này đó thì cũng như là những cuối tuần trong vòng 4 tuần qua Các bạn thì được là cuối tuần đến Thì chúng ta thấy được là giá cả lại có cái sự đi xuống giá Bắt đầu là từ ngày thứ sáu Giá từ cái mức là 35 000 311 đô xuống tới cái thời điểm đó là chúng ta tính theo giờ Cali là 2 giờ sáng ngày 26 tây tháng 6 đó giá xuống chỉ còn có 30.405 đô mà thôi thì sau đó chúng ta được giá lại có cái sự hồi phục trở lại cái tương tự như là trong thời điểm mấy tuần qua cái bài được là cuối tuần thứ sáu đâm mạnh sau đó thì lại có sự hồi phục mạnh và bây giờ giá bitcoin là mức là 32.748 thì trước khi chúng ta bước vào cuối tuần đó thì thứ sáu hoa kỳ các bạn thấy được là có những thông tin là cái lệnh short đó, cái lệnh mà đánh xuống đó, thì tăng rất là mạnh ở trên sàn bitfinex sau đó đó thì các bạn thấy được là tình hình ngày hôm nay thì những lệnh short đã được đóng lại có nghĩa là những lệnh short đó họ đã đóng lệnh lại và mua lại bitcoin à, chúng ta thấy được là giá cả đi xuống thứ sáu hôm nay lại có cái sự hồi phục thì ngoại trừ thông tin này ra là chúng ta lại có một cái thông tin mà gây ra nhiều sự xôn xao trong cái thời gian 12 tiếng hồi vừa qua đó chính là thông tin liên quan tới Binance về cái sự việc có phải là sàn Binance bị cấm ở Nước Anh hay không ở UK thì đây chính là cái đề tài mà Thuận muốn chia sẻ chi tiết hơn với các bạn. Tại vì đó cái thông tin này nếu như mà nói là cái thông tin làm ảnh hưởng đến giá cả đó thì thường lại không thấy cái sự ảnh hưởng đến giá cả mạnh. Tại vì chúng ta thấy được là thông tin này chúng ta nhìn trên màn hình đó thì chúng ta thấy được là những bài viết như là Reuters hay là Wall Street Journal, The Block thì những bài viết này đã, đã được chia sẻ trong phạm vi là 12 tiếng đồng hồ vừa qua đổ lại. Khi mà chúng ta nhìn về cái phương diện giá cả của Bitcoin trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua đã thường zoom vào để các bạn thấy rõ hơn. Thì 12 tiếng có nghĩa là khoảng chừng là chúng ta thấy là 12 giờ 1 giờ sáng giờ Cali thì ngày 27 Tây thì các bạn đều rồi sau khi mà chúng ta thấy có những thông tin bắt đầu xuất hiện đó thì giá đã đi từ 33.456 xuống còn 32.567 nhưng mà đây cũng không phải là cái số lượng xuống nhiều chứ các bạn thì được sau đó thì giá cũng coi như là đã đi hàng ngang bây giờ chúng ta vẫn ở mức là 32.766 ở thời điểm hiện tại cho nên về cái phương diện ảnh hưởng giá cả đó chúng ta không thấy nhưng mà cái thông tin này cũng gây ra nhiều cái sự hiểu lầm hiện bây giờ ở trên thị trường nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và những người nào mà chưa có theo dõi thuận capital trên mạng xã hội các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin như là telegram channel facebook và twitter để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất cũng như là những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital như là giảm phí giao dịch À, thì các bạn có thể là bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những thông tin và ở phần cuối cái video này tôi sẽ chia sẻ thêm những thông tin chi tiết với các bạn các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những cái tựa đề đó thì chúng ta thấy được là Reuters nước Anh ban có nghĩa là cấm Binance ở nước Anh hoạt động các bạn thấy được là chúng ta thấy Wall Street Journal cũng nói là Binance bị đình chỉ hoạt động ở nước Anh các bạn thấy được là ngay cả The Block cũng để là UK Regulator Bans Crypto Exchange Binance Có nghĩa là cấm sàn Binance nước Anh cấm sàn binance và tương tự hầu như là các bạn thấy được là những bài viết đều có những cái thông tin tương tự để chữ binance và chữ cấm về nước anh cùng với nhau thì sự thật như thế nào có phải là sàn binance bị cấm ở nước anh hay là không thì cái mà chúng ta bây giờ các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những cái bài viết mà nó chi tiết hơn đi Có thể là nhiều người chỉ đọc ở tựa đề nhưng mà không có đọc chi tiết bài viết cho nên lại không có hiểu là chuyện gì đang xảy ra Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào đây là bài viết của The Blog Thì bài viết này đó để các bạn thấy được là một trong những cái từ mà không có giải nghĩa trong những bài viết này, hầu như tất cả bài viết thường không thấy bài viết nào giải nghĩa cái từ Regulated Activities Có nghĩa là đây là những cái hoạt động mà cần phải có giấy phép như là hoạt động được quản lý bởi chính phủ của nước Anh thì các bạn đưa bài viết này ra là của The blog cũng để là Regulated Activities là bị ngưng hoạt động các bạn thấy được là ngay cả bài viết này đó của Reuters cũng như vậy các bạn thấy được để chữ là Regulated Activities nhưng mà lại không có để rõ là cái từ này coi như thế nào và đây là cái từ rất là quan trọng tất cả những thông tin liên quan tới Binance bị cấm hoạt động ở UK đó là bắt nguồn từ cái thông tin chính thức của FCA có nghĩa là Financial Conduct Authority có thể hiểu một cái đơn giản đây là cái bộ quản lý tài chính của nước Anh thì chúng ta thấy được đó là đây là cái thông điệp rất là ngắn thông điệp này đó chỉ nói đơn giản đó chính là công ty Binance Market Limited đây là một công ty đó không phải là Binance.com mà đây là một công ty thuộc quyền sở hữu của Binance.com tôi sẽ chia sẻ thêm cái chi tiết một lát nữa để các bạn hiểu rõ hơn là chuyện gì đang xảy ra nhưng mà cái điều mà quan trọng ở đây đó là cái thông điệp này của fca ban quản lý tài chính của nước anh ấy, thì nói là binance đang cho phép một số hoạt động ở nước anh nhưng mà không có đăng ký cho nên bây giờ đó thì ban quản lý tài chính của nước anh yêu cầu là binance phải luôn hoạt động và phải để một cái thông điệp ở trên trang web của binance com và ở trên những cái mạng xã hội để là những cái dịch vụ này không có hỗ trợ những người nước anh thì chúng ta phải đọc cho kỹ ở bên dưới này ở dưới này đó, các bạn thấy được đây là cái trang báo chính thức của FCA của nước Anh, thì trong web này nói là ban quản lý tài chính của nước Anh đó không có quản lý tiền kỹ thuật số như là Bitcoin hay là Ethereum, có nghĩa là các bạn thấy là FCA không có quản lý cái việc mà mua bán giao dịch Bitcoin hay là Ethereum, nhưng mà FCA ban quản lý tài chính nước Anh đó, thì quản lý derivatives, có nghĩa là những cái sản phẩm như là futures, như là margin như là option những sản phẩm đó, đó là hợp đồng và được quản lý bởi FCA của nước Anh chứ không phải là mua bán tiền kỹ thuật số cho nên điều này có nghĩa là gì điều này có nghĩa là cái thông tin mà chúng ta nghe nói tới là Binance bị cấm ở nước Anh thì không phải là nước Anh cấm Binance mà nước Anh cấm hoạt động liên quan đến futures, option và margin của Binance ở nước Anh Binance vẫn có thể tiếp tục hoạt động mua bán Bitcoin và Ethereum và những loại tiền kỹ thuật số khác tất cả đều là hợp pháp ở nước Anh vẫn tiếp tục mà thôi cái mà không có thể tiếp tục hỗ trợ đó chính là future the option đây là điều rất là quan trọng mà những bài viết không có để rõ chỉ để là Binance bị cấm ở nước Anh mà thôi chứ không để rõ là Binance không phải bị cấm ở nước Anh mà chỉ là dịch vụ future the option không có thể tiếp tục được hoạt động nữa ở nước Anh ở sàn Binance mà thôi đây là điều rất là quan trọng mà các bạn cần phải hiểu và những thông tin này đó các bạn thấy được là FCA đề nghị đó là Binance phải ngưng 30 tháng 6 năm 2000 21. và tất cả những cái uh, hoạt động liên quan đến uh, tuyên truyền quảng bá hay là quảng cáo liên quan đến futures option thì phải ngừng vào ngày 30 tây tháng 6 và ngày 2 tây tháng 7 đó thì uh, phải báo cáo với lại FCA là Binance đã ngừng cái hoạt động liên quan tới uh, futures option rồi và các bạn thấy được đó là chúng ta trở lại quá khứ đó thì năm ngoái năm 2020 ngày 16 tháng 6 đó thì các bạn cũng đã nhớ là sàn Binance có đưa ra một cái thông báo đó chính là sàn Binance đã mua lại một công ty ở nước Anh thì công ty này đó nếu thường nhớ không làm đó là chính là cái công ty để thường xem lại bài viết của The Block đi Tại vì sau khi mua rồi đó họ đổi cái tên công ty này lại thành uh, Binance Markets Limited thì cái tên công ty mà họ mua đó ở nước Anh đó chính là Eddie UK. Sau khi họ mua Eddie UK này đó họ đổi tên lại thành Binance Markets Limited và đây là cái tên mà sàn Binance hoạt động ở nước Anh. Thì bây giờ đó ở nước Anh đó thì uh, FCA tuy là không có quản lý tiền thuật số nhưng mà FCA có quản lý cái uh, bộ phận liên quan đến chống lại những cái việc rửa tiền cũng như là gửi tiền cho những cái tổ chức khủng bố thì bây giờ đó FCA đã đưa ra một cái thông báo đó chính là tất cả những sàn mà giao dịch ở nước anh bây giờ tất cả những sàn tiền kỹ thuật số đó thì những cái sàn đó cần phải đăng ký với lại FCA để chứng minh là những cái sàn này đã có những cái cách quản lý giống như là xác minh thân phận kyc khi mà có cái người giao dịch ở trên những cái sàn này thì họ biết người đó là ai thì bây giờ đó tổng cộng nước anh bây giờ đã có tới một trăm mấy sàn là nhưng mà dựa theo thông tin chúng ta nhận được đó, thì uh, bây giờ chỉ mới có năm sàn là được chấp nhận giấy phép hoạt động của nước anh mà thôi trong đó chúng ta có hai cái uh, sàn thuộc sở hữu của sàn Gemini, uh, sàn Orzech Ziklu DigiVault, công ty lưu trữ tiền kỹ thuật số DigiNex và Mo Global Holdings. Đây là những cái công ty mà đã được cấp giấy phép, những công ty còn lại thì vẫn là chưa. Nhưng mà bây giờ đó thì cái ngày hết hạn để có thể có giấy phép ở nước Anh đó chính là ngày 31 tây tháng 3 năm 2022. Các bạn thấy được là chúng ta thấy cái thông tin liên quan tới Binance chia sẻ năm ngoái đó thì sau khi mà họ mua lại cái công ty ở nước Anh đó, đổi tên thành Binance Market Limited thì cái bước kế tiếp đó đó chính là Binance sẽ có một cái chi nhánh ở nước Anh gọi là Binance UK và cái sàn này sẽ là một cái sàn hoạt động ở nước Anh cũng như là chúng ta có cái sàn Binance US hiện bây giờ hoạt động ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy được đó đây là cái bước kế tiếp của Binance bây giờ bước kế tiếp là Binance UK sẽ là một cái đơn vị mà sàn Binance sẽ có ở nước Anh hoạt động cũng như là Binance US hiện bây giờ đây là cái trang web Binance UK À, bây giờ vẫn chưa có mở cửa hoạt động nhưng mà sau này sẽ mở cửa hoạt động đây là cái thông tin được chia sẻ à, bởi cái twitter chính thức của Binance ngày hôm nay trong cái tình hình mà nhiều người có cái sự hiểu lầm này thì chúng ta thấy được đó là năm 2019 cái sự kiện tương tự cũng đã xảy ra đối với lại binance com ở hoa kỳ các bạn có nên nhớ là thời điểm đó nhiều người cũng hoảng sợ hoảng loạn nhưng mà các bạn thấy được là cuối cùng thì đâu cũng giờ đó mà thôi tại vì chúng ta thấy được là sau đó thì binance com đã ngưng hoạt động ở hoa kỳ nhưng mà đã có cái chi nhánh là binance us bắt đầu hoạt động ở Hoa Kỳ. Đây là cái trang web chính của Binance US và con cũng đã biết là Thuận cũng là một người mà đã sử dụng Binance US từ khi mà sàn Binance US ra đời cho tới bây giờ. Và thật ra sàn Binance là một sàn mà Thuận đã sử dụng từ rất là lâu rồi. Các bạn có đã nhớ là Binance ra đời là cuối năm 2017 đó. Thời điểm đó là Thuận đã bắt đầu sử dụng có thể nói là 4 năm qua thường đã sử dụng rất nhiều và cũng đã giới thiệu rất là nhiều nhiều bạn ủng hộ sử dụng sàn binance và trong vòng 4 năm qua đó thì những cái first những cái thông tin gây sự lo ngại liên quan tới binance đó, nhiều vô số kể có thể các bạn có thể là nhớ được những cái sự kiện lớn như là sàn binance À, không vô hoạt động ở nước Trung Quốc sau đó không cho hoạt động ở nước Nhật Bản rồi sau đó Binance phải đi tìm một nơi khác đó chính là Malta sau đó thì chính phủ Malta nói là Binance không có giấy phép hoạt động ở Malta lại phải di chuyển một lần nữa rồi vô số những cái lần mà có nhiều cái sự cáo buộc là Binance không có cái số lượng Bitcoin hay là Bitcoin bị hack tất cả những cái đợt đó sàn Binance đều chia sẻ những thông tin rất là nhanh chóng cũng như là cái đợt này thì đây là cái điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn à, các bạn thấy được là cái thông tin mà thường muốn nói đó đó chính là chúng ta chỉ biết được thì bây giờ tất cả những cái thông tin là đến từ trang web chính thức của FCA có nghĩa là ban quản lý tài chính của nước Anh và FCA đó chỉ quản lý giao dịch hợp đồng mà thôi có nghĩa là future và options và cái mà FCA đề nghị Binance phải làm cuối tháng này đó chính là ngưng không có tiếp tục hỗ trợ người Anh mua bán hợp đồng thông qua Binance.com nhưng mà giao dịch spot giao dịch thông thường đó các bạn mua bán Bitcoin, Ethereum vân vân thông thường thì vẫn có thể tiếp tục tại vì FCA không có quản lý giao dịch crypto ở nước Anh họ chỉ quản lý những dịch vụ liên quan đến những hợp đồng tương lai mà thôi Điều thứ nhì nữa đó chính là hiện bây giờ đó tất cả những sàn đều phải đăng ký nước Anh Bây giờ nước Anh có hơn 100 sàn nhưng mà chỉ mới có 5 sàn đăng ký mà thôi cái ngày hết hạn đăng ký đó là ngày 22 tây tháng 3 năm 2022. Từ đây tới đó, nếu như mà Binance muốn tiếp tục hoạt động ở nước Anh thì cần phải đăng ký. Và bây giờ đó, cái thông tin chính thức từ Binance là sẽ có Binance UK. Đây là một chi nhánh sẽ hoạt động ở nước Anh. Đó là thông tin mà thường đã nhận được, mà thường muốn mang đến cho các bạn. Về cái phương diện là ảnh hưởng đến giá cả đó thì các bạn cũng đã thấy được là tuy đây là thông tin mà thường cảm thấy là hầu như những bài viết đó, họ cố tình không có chia sẻ chi tiết. Họ chỉ để chung chung là Binance bị cấm ở nước mà thôi chứ không có giải thích rõ ràng và thực ra mà nói giống như là thuận cũng cần phải đi tìm kiếm những cái thông tin này nhưng thông tin này không phải là dễ dàng để các bạn có thể tìm kiếm được cho nên cơ hội rất cao là nhiều người có sự hiểu lầm điều này cũng rất bình thường mà thôi cái mà Thuận muốn làm đó là chính là mang đến những thông tin nhanh nhất cho các bạn và các bạn có thể là tự ra quyết định cho bản thân mình về cái phương diện giá cả đó thì các bạn cũng đang thấy được là Bitcoin bây giờ là xoay quanh cái mức là 33.000 đô Ở từ lúc mà cái thông tin này xuất hiện đó thì chúng ta thấy được là trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua thì chúng ta thấy được là hầu như là không có sự ảnh hưởng đến giá cả từ cái lúc mà Bitcoin 33.400 thì đã có cái thông tin này rồi bây giờ Bitcoin vẫn là xoay quanh cái mức là 33.000 nhưng mà có một điều mà chúng ta thấy đó là chúng ta nhận được những thông tin gần đây như là cái tỉnh của Canada đó thì bây giờ binance thực sự đưa ra thông báo đó chính là bây giờ đó sàn binance sẽ không tiếp tục hoạt động ở tỉnh ontario của canada không phải là ngưng hoạt động ở canada chỉ ngưng hoạt động ở một tỉnh đó chính là ontario mà thôi và kế tiếp nữa là các bạn thấy được là ở Nhật Bản đó thì đã đưa ra cái thông báo là từ năm 2018 đó thì Nhật Bản đã nói là những người của Nhật Bản không có sử dụng sàn Binance được nhưng mà bây giờ đó Binance.com thì người Nhật vẫn có thể tiếp tục sử dụng được và vẫn có thể tiếp tục đăng ký thì đây là một cảnh báo của Nhật Bản đối với lại sàn Binance thì đối với những thông tin này đó nhiều người cho là những thông tin này là những thông tin xấu đối với lại sàn Binance nhưng mà cái mà khó khăn ở đây đó là chúng ta cần phải hiểu là binance com là một cái sàn mà muốn hoạt động ở nhiều quốc gia đây là một điều rất là khó làm đó là lý do tại sao mà chúng ta được là ngay cả những sàn ở Hoa Kỳ như là Gemini hay là Kraken hay là chúng ta nói tới sàn Coinbase những cái sàn lớn ở Hoa Kỳ cũng không có hoạt động rộng rãi trên thế giới các bạn thấy được là gần đây chúng ta chỉ mới nghe nói là sàn Coinbase được cấp giấy phép bởi Nhật Bản để hoạt động Nhật Bản mà thôi tại vì sao tại vì một sàn muốn hoạt động của cả thế giới đó rất là khó các bạn thấy được là nhiều quốc gia đã có nhiều cái lực lợi rất là khác với là những cái quốc gia còn lại cho nên nếu như các bạn muốn tuân thủ theo cái quy định của quốc gia đó, đó, thì các bạn cần phải thay đổi rất là nhiều và những thay đổi đó sẽ làm ảnh hưởng đến những cái quốc gia còn lại cho nên nhiều sàn đó đã ra quyết định là họ sẽ không có hoạt động toàn thế giới nữa mà họ sẽ phải chia ra thành nhiều cái chi nhánh nhỏ khác nhau giống như các bạn được là Binance thì có Binance US tuy là cũng là tên Binance US nhưng mà trên mặt pháp lý đó Binance và Binance US là hai công ty khác nhau nhưng mà các bạn thấy được là về cái phương diện hoạt động thì cũng như vậy mà thôi tại vì sao tại vì ở hoa kỳ thì binance phải có một cái cách hoạt động khác so với lại binance hoạt động ở những nước như là nước anh hay là ở nước châu âu hay là ở châu á mỗi một nơi đều có những cái luật riêng cho nên các bạn thấy được là một cái sàn giao dịch như bạn hỏi thường là tại sao mà cho tới bây giờ Coinbase vẫn không có mặt ở việt nam tại vì Coinbase thì đương nhiên phải theo luật mỹ và các bạn thấy được là nhiều khi cái luật liên quan tới tài chính nước Việt Nam nó sẽ không phù hợp với lại Mỹ cho nên nếu như mà Coinbase mua động ở Việt Nam đó thì rất là khó tại vì họ khó chứng minh được giống như là nguồn gốc của tiền vân vân đó là những điều mà cần phải chứng minh khi mà sàn Coinbase hoạt động ở Hoa Kỳ thì nếu như mà Coinbase mua đồng ở Việt Nam đó thì có thể họ cần phải có một cái chi nhánh mới hoàn toàn chứ không thể là Coinbase được Binance cũng gì mà thôi các bạn nghĩ sao về thông tin này các bạn hãy comment ở bên dưới và đây là tất cả những thông tin mà Thùng muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những người nào mà có thú muốn tìm hiểu những cái ưu đãi đó thì các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những thông tin như là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là nhận bonus lên tới 610 đô khi mà tham gia vào sàn Margin Bybit hay là tìm hiểu mua bán coin trực tiếp thông qua sàn Linex hay là sàn Margin mt sàn FTX sàn Binance US đây là một cái sự lựa chọn cho những người nào mà ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch altcoin hay là sàn Coinbase ứng dụng BlockFi ứng dụng Lending có lại các bạn có thể gửi tiền cực số và nhận lãi hàng tháng và crypto ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng và một lần nữa thông hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong một video kế tiếp tạm biệt các bạn.